Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu em không hối hận của tác giả Nguyễn Nhung. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. người đàn ông lịch lãm kia bước tới mỗi lúc một gần chỗ tôi và anh phúc đang đứng anh ta dừng lại trước mặt anh phúc và đưa bàn tay đẹp như tay phụ nữ kia ra như muốn bắt tay với anh anh phúc không ngần ngại gì mà ngay lập tức đưa tay tới nhận lấy cái bắt tay của chàng trai đẹp kia anh là tổng giám đốc hoàng phúc phải không đúng rồi tôi chưa biết tên của anh tôi là tiến anh không cần phải quá khách sáo với tôi đâu cứ như thể chúng ta là những người bạn thân đi. Trước lạ sau quen mà. Anh Phúc, anh thấy tôi nói có đúng không nào? Anh Phúc đứng lui lại một bước. Anh khẽ quay người mời anh chàng tên Tiến kia vào trong. Tôi im lặng không hỏi, cũng không nói gì với anh ta. Vì anh Phúc đã dặn rằng, nếu anh ta không hỏi, thì tôi không cần phải trả lời. Theo sau, hai người đàn ông 19110 trở về phòng tổng giám đốc anh chàng tên tiến này có gương mặt lạnh lùng đến khó tin anh ta chưa hề cười với ai cả nhưng trong ánh mắt của anh ta lúc tôi kịp nhìn vào trong đôi mắt ấy suốt cả buổi sáng tôi ngồi trong phòng nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà như thể hai anh chàng này đang cố tình hợp tác du ngủ tôi vậy hai mắt tôi nặng trĩu như sắp sập xuống đúng lúc này một bàn tay đưa tới đỡ lấy tôi làm tôi bừng tỉnh ngước mắt nhìn lên cô không sao chứ tiến đứng ngay cạnh bên tay anh ta đặt trên lưng nơi eo của tôi làm tôi ngượng đỏ mặt tôi ngồi lùi lại lắc đầu đáp tôi không sao cảm ơn anh tiến không cười gương mặt lạnh lùng đó của anh ta không có sắc thái biểu cảm nào cả có chăng cũng chỉ là ánh mắt thì lại có chút trái ngược với gương mặt nghe tôi nói rằng tôi ổn anh chàng khẽ thu tay lại rồi quay lưng trở lại ghế ngồi đối diện với anh phúc tôi không muốn vì mình buồn ngủ mà làm ảnh hưởng tới hai người họ nên không nghĩ nhiều. Tôi đứng dậy hỏi anh Phúc. Anh Phúc ơi, hai người có muốn uống cà phê không để em đi pha? À? Nghe tôi hỏi vậy, anh Phúc gật đầu ngay nói: "Ừ được, vậy phiền em cho anh xin hai cốc nhé, anh cảm ơn." Tôi hướng ánh mắt nhìn sang phía anh chàng tên Tiến kia thì nhận được một nụ cười, kèm với đó là cái gật đầu như thầm nói rằng anh ta cảm ơn. Quay người đi ra khỏi phòng, tôi đi thẳng đến máy pha cà phê phía ngoài hành lang. Lúc đang đi pha nước thì thấy Hoa đi lại gần chỗ tôi đứng. Cô ta với tay lấy một cái cốc còn mới trong khay ra ngoài, rồi nói với tôi bằng cái giọng nghe thấy là khó chịu. Cô này cũng rảnh rỗi quá nhỉ, thư ký của tổng giám đốc cũng có thời gian đi uống cà phê cơ đấy. Thấy cái giọng điệu mỉa mai đó của Hoa, tôi lại thấy cô ta thật ngứa mắt. Cũng may bản thân có thể nhịn rất giỏi Nên tôi không có để tâm tới thái độ của cô ta Mà quay người mang cà phê trở về phòng làm việc Lúc tôi bước đi khuất sau bức tường rồi Thì có thể nghe được tiếng dậm chân dưới nền nhà kèm theo câu nói Cô hãy chờ đấy mà xem Đừng có đắc ý như thế Về tới phòng làm việc Khẽ gõ cửa rồi từ từ mở ra Lúc này trong phòng anh Phúc và anh chàng kia Đã bàn bạc công việc xong và đang ngồi đợi tôi trên ghế sofa. Tôi bước nhanh tới đặt nước xuống trước mặt hai người họ. Anh Phúc nói, Phương này, từ mai em không cần cả ngày phải làm việc trong căn phòng này nữa. Tôi có chút bất ngờ nên hỏi lại anh. Sao vậy à? Anh Phúc nói tiếp. Từ ngày mai, em và anh Tiến đây chính thức triển khai dự án mới. Anh Tiến là người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Có gì em không hiểu thì trực tiếp hỏi anh ấy anh ấy sẽ là người đồng hành với em cho tới khi dự án hoàn thành. Tôi ngơ ngác. Thật vậy à? Tiến đứng dậy khỏi ghế, anh ta đưa tay tới trước mặt tôi. Rất vui được hợp tác với cô trong dự án lần này. Hy vọng chúng ta sẽ gặt hái được kết quả tốt trong thời gian sắp tới. Tôi đứng dậy đưa tay tới nhận lấy cái bắt tay của Tiến. Chợt tôi nhận ra lòng bàn tay của anh ta rất ấm áp mà lại còn mềm mại như da em bé nữa nó làm tôi có cảm giác thích thú nhưng ngay sau đó cũng liền thu tay lại xưa nay tôi chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai ngay đến bố mẹ tôi cũng chưa từng tạo cho tôi cảm giác giống như vừa rồi phương em làm sao thế ngồi lại xuống ghế tôi lắc đầu trả lời anh em không sao ạ à? vừa rồi em tiến thấy sắc mặt tôi lúc này cũng phần nào đoán được ra tâm trạng của tôi nên anh ta nói cô Phương chưa bắt tay người khác giới lần nào đúng không? Tôi gật đầu ngay, đúng như lời Tiến nói. Tôi chưa từng bắt tay ai lần nào cả. Có thể cũng vì thế mà tôi cảm thấy ngượng ngùng thế này. Anh Phúc thấy tôi thế thì nói. Nếu em thấy trong người không được ổn, thì có thể ra ngoài hít thở không khí một chút. À không thì giúp anh mang số giấy tờ này xuống phòng kế toán, bàn giao lại cho Đào giúp anh được không? Tôi thật không thể ở lại trong phòng thêm một giây một phút nào nữa nên nghe thấy yêu cầu của anh Phúc là tôi đồng ý ngay. Nhận lấy tập giấy trong tay của anh Phúc đưa tới trước mặt thật nhanh quay người rời khỏi phòng tổng giám đốc đi thẳng phòng kế toán. Chị Đào đang làm việc thấy tôi đi vào thì không có quá bất ngờ vì nhìn thấy thứ tôi đang cầm trong tay là cũng hiểu tổng giám đốc kia giao việc cho chị rồi. Anh ta sai việc cho chị làm đúng không Phương? Tôi gật đầu đáp. Dạ. Chị Đào đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau chị quay lại cùng với hai cốc nước trên tay. Chị đưa cho tôi một cốc. Còn lại chị đặt xuống trước mặt. Em uống nước đi Phương. Mà anh chàng kia tới rồi đúng không hả em? Dạ. Anh ta đang nói chuyện với anh Phúc về dự án mới của công ty ta chị ạ. À? Anh ta ra làm sao? Có đẹp trai, giọng nói có ngọt ngào không em? Tôi thấy đỏ mặt khi phải nghe một loạt câu hỏi của chị Đào vì chưa nghĩ ra phải nói ra sao về anh chàng tên Tiến kia. Tôi ngập ngừng trong vài giây rồi trả lời câu hỏi của chị theo nhận xét cá nhân từ phía tôi về anh chàng kia. Anh ta ấy à, gương mặt cũng ưa nhìn đó nhưng ít cười quá. Em thấy anh ta có phong thái lạnh lùng ít nói. Em không thích đàn ông như vậy, nhạt nhẽo lắm. Chị Đào bật cười sau câu nói của tôi Chị vỗ nhẹ bàn tay lên vai trái của tôi rồi thì thầm. Em chưa có kinh nghiệm trong tình trường thì mới nhận xét như thế. Đàn ông ít nói vì họ sống nội tâm, bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong con người họ thì lại vô cùng ấm áp. Tôi tròn xoay mắt, không hiểu có phải vì nghe tôi nói anh chàng đó bảnh trai hay không, mà chị nào lại nói những lời nghiêng hẳn về phía anh ta như thế. Tôi lắc đầu phì cười nói. Em không nghĩ như vậy đâu, gì mà bên trong ấm áp chứ Em chả tin Em đừng nói thế Em đang nghĩ vì em nói anh ta bảnh trai Nên chị mới khen đúng chưa Không có đâu nhé Chị chỉ nhận xét theo kinh nghiệm tiếp xúc nhiều Với cánh đàn ông của chị thôi Chị hay thật đấy Đoán được suy nghĩ của em Chuyện chị mà Nhìn lên đồng hồ thấy cũng gần tới giờ nghỉ trưa Tôi đứng dậy chào chị Đào Rồi rời khỏi phòng Lúc quay trở về phòng làm việc của Anh Phúc thì thấy anh và Tiến đi ra ngoài cửa. Vừa hay nhìn thấy tôi đi tới, Tiến liền hỏi tôi: "Phương, cô cùng đi ăn trưa với tôi và Anh Phúc chứ?" Tôi nhìn Anh Phúc và ngay khoảnh khắc này tôi thấy ánh mắt của anh nhìn tôi. Ánh mắt đó chứa quá nhiều tình cảm. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nhìn vào đôi mắt yêu thương đó của anh dành cho tôi. Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Tiến, thì anh Phúc đã đi nhanh tới nắm lấy tay của tôi mà kéo đi. Còn suy nghĩ cái gì nữa tiểu thư? Chúng ta đi ăn thôi. Anh Tiến đây nói rằng muốn khao chúng ta một bữa mà. Em đừng phụ lòng tốt của anh ấy như thế chứ. Nhưng mà em... Không nhưng mà gì cả. Em không theo là anh sẽ giận em luôn đấy. Cứ vậy tôi bị anh Phúc kéo tay ra xe ô tô. Lúc anh mở cửa cho tôi lên ngồi ở cạnh anh bên ghế lái anh phúc nói nhỏ vào tai của tôi từ giờ trở đi anh sẽ chăm sóc em ở chỗ làm thời gian em có thể tự chăm sóc bản thân chỉ là lúc em ở nhà thôi nhớ đấy nhé tôi tròn xoay mắt trước câu nói ẩn chứa trách nhiệm của anh dành cho tôi nhưng nào tôi có thấy vui vẻ gì tôi đã là gì của anh đâu tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như thế cơ chứ anh làm tôi thấy ngại thấy anh chịu thiệt thòi nhiều quá tình cảm của tôi vẫn còn chưa thể xác định được rằng tôi có phải là đã yêu anh rồi hay chưa nhưng không biết vì sao mỗi lần anh nói những lời yêu thương đó với tôi là y như rằng trái tim tôi đập loạn nhịp cảm xúc thì không thể kiểm soát được nữa phương cô làm sao mà cứ ngồi thần người ra vậy nói gì đi chứ tôi đang hỏi cô hôm nay muốn ăn gì đấy tôi giật mình khi tiến đẩy nhẹ tay của anh ta vào vai tôi rồi hỏi một câu có trước bực bội có thể là vì tôi không để ý câu hỏi đầu tiên của anh ta nên cảm thấy tức vì tôi không nói gì ăn gì cũng được mà hai anh muốn ăn gì thì ăn em xin theo anh phúc mỉm cười nói tôi em nói vậy sao được hay thôi thế này nhé anh đưa em đi ăn mấy món thường ngày em vẫn thường hay ăn chịu không tôi nghe anh phúc nói xong liền gật đầu ngay anh làm tôi thật sự bất ngờ Bất ngờ là vì anh có thể trong thời gian ngắn mà nhớ được hết những món ăn mà tôi thích. Anh Phúc khởi động xe rồi lái thẳng tới nhà hàng nơi tôi và anh Thi thoảng vẫn cùng nhau tới đó. Suốt bữa trưa, cả ba chúng tôi nói chuyện về công việc, bàn bạc các bước phải làm để dự án có được kết quả tốt đẹp nhất. Anh Phúc nói dự án lần này tôi không cần phải quá lo lắng vì đã có anh Tiến bên cạnh hỗ trợ. Đúng là như thế. Anh chàng đó tuy bên ngoài lạnh lùng ít nói là như vậy, nhưng tôi thấy anh ta cũng có rất nhiều ưu điểm. Chỉ ghét anh ta ở một điểm, đó chính là anh ta hay cáo vặt. Tính cách này của Tiến mà không sớm sửa đi thì tôi tin không có cô gái nào dám chịu ở bên cạnh anh ta đâu. Cô Phương, cô đang nghĩ gì vậy? Trước câu hỏi có phần đột ngột của Tiến làm tôi lúng túng. Tại trong đầu đang nghĩ về anh ta và dĩ nhiên là không có mấy phần tốt đẹp. Thấy cả hai người đàn ông đang tròn xe mắt nhìn mình, tôi không chịu nổi ánh mắt đó của hai anh chàng này, liền đáp lại thật nhanh. À, không có gì đâu ạ, à. em chỉ là đang nghĩ sắp tới sẽ bận rộn và vất vả lắm đây. Tiến quay mặt qua nhìn anh Phúc rồi thì hai người cười nói với nhau. Anh Phúc nói với tôi. Em đừng lo lắng quá, anh đã nói với em rồi mà. Có anh Tiến hỗ trợ thì em có thể yên tâm, nếu mệt quá em có thể nhờ anh ấy hỗ trợ. Tiến gật đầu tán đồng. Anh ta quay ra nhìn tôi nói. Anh Phúc nói đúng đó, cô cứ yên tâm. Trong thời gian này, nếu cô thấy mệt mỏi, thì có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào tôi sẽ hỗ trợ cho cô hết mình. Thật là nhiệt tình quá mức. Anh chàng này đang muốn lấy lòng tôi hay sao, mà lại đối xử tốt với tôi như thế. Không biết có phải là anh ta đang muốn tôi thấy anh ta là người tốt, hay là con người anh ta thật sự có lòng tốt muốn giúp đỡ tôi mà không mong cầu được đền đáp lại lòng tốt ấy? Tôi liền trả lời Tiến. Cảm ơn anh, nhưng chắc tôi sẽ không sao đâu. Tôi sẽ cố gắng cùng anh hoàn thành tốt công việc lần này. Vì thế anh có thể yên tâm rằng tôi không có để anh phải chịu thiệt thòi, còn mình thì thảnh thơi đâu. Tiến gật gù nói thêm. Vậy thì còn mong gì hơn, nhưng như cô nói đó, sức khỏe làm sao có thể nói trước tôi không có ý gì đâu nếu cô mệt thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ cô để cô có thể yên tâm nghỉ ngơi tôi bật cười đáp vậy thì phải cảm ơn anh rồi thôi đi đợi tới lúc đó chúng ta tính được không tôi nói cho anh biết nha tôi hơi bị khỏe đấy sẽ không dễ dàng ốm như vậy đâu anh cứ lo cho mình trước đi thời gian lúc này cũng gần hết giờ nghỉ trưa anh phúc gọi nhân viên trong quán tới bàn để tính tiền sau đó thì cả ba cùng quay trở lại công ty lúc đi qua phòng làm việc của chị đào vừa nhìn thấy tôi đi tới chị kéo tay tôi lại rồi cười rất tươi nói chị mới có một tin rất vui muốn chia sẻ cho em nghe này tôi thấy chị vui vậy thì cũng thấy tò mò muốn biết liền hỏi chị chị có tin gì mà vui vậy ạ à? chị đào cười nói tôi bạn trai của chị sắp tới sẽ cho chị đi học lái xe. Hơn nữa anh ấy còn nói sẽ mua xe mới cho chị khi chị học và thi có bằng đó em. Em thấy đây đúng là tin vui phải không? Tôi chỉ nghe chị nào nói thôi mà thấy mừng cho chị quá. Có lần tôi nhớ chị có kể tôi nghe rằng bạn trai của chị là người rất tốt và có trách nhiệm. Chị quen anh ấy hơn 5 năm và cũng sắp kết hôn. Giờ đây mua xe ô tô cho chị thì là việc cũng dễ hiểu vì anh là người có điều kiện và kinh tế mà vậy em mừng cho chị chị sáng học xong lái xe rồi thi đậu bằng lái xe nhé chị đào gật đầu rồi nói nhỏ vào tai của tôi em còn phải nói nữa từ giờ xe của chị em cứ giữ lấy đi nhé từ mai anh ấy sẽ thường xuyên lái ô tô tới đón chị đi làm rồi kể ra thì cũng phiền anh ấy quá nhưng chị nói mà anh ấy nhất quyết không có chịu còn nói là sẽ dạy chị lái xe mỗi ngày Tôi nghe thấy chị Đào nói là để tôi giữ xe máy đi làm thì vội nói với chị. "Thôi, em không giữ xe của chị như vậy đâu. Em thấy kỳ kỳ sao á chị? Thường ngày đi cái chị thì được, chứ giờ chị nói em giữ xe rồi, ai biết lại nghĩ em lợi dụng chị thì sao?" Chị Đào vỗ nhẹ vào bàn tay của chị vào vai tôi rồi nói tiếp. "Cái gì mà ai nghĩ gì, chị em mình nghĩ thế nào về nhau là đủ rồi." em để ý làm gì miệng thiên hạ bàn tán chị muốn em giữ xe đi là vì chị yêu quý em chị thương em như em gái ruột của mình mới vậy chứ ai lại đưa xe của mình cho người bản thân không tin tưởng chứ em thấy đúng không thế nên em đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa đi cứ chốt vậy nhé từ giờ em sẽ đi xe máy của chị đi làm sau này em tích cóp được tiền mua xe rồi chị sẽ để lại cho em chiếc xe với giá hạt rẻ thôi Chị Đào nói thế giúp tôi cũng đỡ thấy ngại hơn. Tôi khẽ gật đầu đồng ý, rồi cả hai chào tạm biệt nhau và hẹn tối sẽ gặp lại tại nhà sau giờ làm việc. Chị Đào có nói tôi lái xe về trước vì chiều bạn trai sẽ tới công ty đón chị đi chơi bởi hôm nay là ngày cuối tuần. Đi về văn phòng, anh Phúc lúc này ngồi trên ghế nhâm nhi cốc cà phê, gương mặt của anh không có tỏ ra quá căng thẳng tiến thì có một phòng riêng để làm việc nên giờ chỉ có mình anh phúc trong đây thấy tôi kéo ghế ngồi xuống anh liền ngước mặt nhìn lên rồi hỏi anh có nói qua chuyên môn của em cho tiến biết rồi đó anh ta rất hài lòng mong rằng lần này em hợp tác với anh ta mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi tôi cười rồi nhìn anh nói dạ em biết rồi em sẽ cố gắng ạ anh phúc gật đầu rồi không nhìn về chỗ tôi ngồi nữa cái gật đầu của anh như đã nói lên tất cả rằng anh tin tưởng ở nơi tôi rất nhiều. Có thể nói từ trước đến nay tôi làm ở vị trí thư ký riêng cho anh là lâu nhất. Những người trước đây chỉ làm không được quá 3 tháng, không phải là họ không giỏi mà tôi nghe nói rằng họ xin thôi việc là vì không chịu được tính cách khó chịu của anh Phúc. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy anh là người không khó chịu giống như họ nghĩ, hay như lời chị Đào nhận xét về anh Phúc tôi thấy được nhiều điểm tốt ở anh. Nhược điểm thì có một vài điểm có thể chấp nhận được. Tôi không nghĩ lung tung trong đầu nữa mà tập trung làm việc. Hơn 2 giờ thì số công việc anh Phúc giao cho tôi cũng hoàn thành xong. Đứng dậy cầm số giấy tờ trước mặt lên tay, rời khỏi ghế đi thẳng tới đứng trước mặt anh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt giỏ xét vì thấy lạ, đang làm việc lại đứng trước mặt anh như vậy. Sao vậy em, có chuyện gì à? Tôi mỉm cười trả lời, "Dạ không có gì, em làm xong việc anh giao rồi, anh xem lại một lượt đi, xong rồi ký tên và đóng dấu để em mang xuống bộ phận marketing giúp anh." Anh Phúc nghe tôi nói là đã hoàn thành xong toàn bộ công việc anh giao cho thì ánh mắt của anh nhìn tôi ngạc nhiên lắm. Anh đưa tay tới nhận lấy số giấy tờ trên tay tôi đang giữ, rồi đảo mắt kiểm tra một lượt. Hơn 5 phút sau thì anh đặt toàn bộ số giấy tờ mà tôi làm xuống mặt bàn rồi vỗ tay nói anh thật không ngờ đấy Phương ạ à. em quả đúng là có năng lực ngoài sức tưởng tượng của anh rồi đó em làm tốt lắm vậy phiền em mang xuống phòng ban giúp anh nhé anh sẽ ký tên và đóng dấu nhanh thôi tôi cười rồi ngại ngùng nói xếp quá khen rồi tất cả là do anh chỉ bảo em thôi chỉ thì chỉ nhưng mà người nào đã thông minh thì tất nhiên họ sẽ hoàn thành rất nhanh và tốt Tôi nghe thấy anh nói vậy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý ngay. Lúc này liền hỏi anh vì thấy cốc cà phê trên bàn anh lúc này đã hết rồi. "Sếp, anh có cần em pha giúp anh cốc cà phê mới không ạ?" À? Anh Phúc nhìn tôi gật đầu anh nói, "Được, vậy thì tuyệt quá, cảm ơn em nhé Phương." "À không, em chỉ hỏi vậy thôi, chứ sáng giờ anh uống tận 3 ly cà phê rồi, nên em sẽ thay bằng trà chanh nhé." "Cũng được đấy." công nhận anh có cô thư ký quá chu đáo và tâm lý rồi. phúc lại lý nhí trong miệng một câu mà tôi không nghe rõ lắm phải hỏi lại. phải mà làm vợ anh luôn thì càng sớm càng tốt nhỉ? anh nói gì cơ ạ? À? à không có gì, giấy tờ của em đây. tôi mỉm cười rồi đưa tay tới cầm lấy giấy tờ cùng cốc cà phê đã hết trên mặt bàn lên tay. quay người rời khỏi phòng đi thẳng tới phòng marketing đưa giấy tờ cho trưởng phòng bên đó. Sau đó lại đi về phòng trà để làm trà chanh cho anh Lúc này ở đây có một vài đồng nghiệp bộ phận khác đang đứng tán gẫu. Nhìn thấy tôi đi tới họ ngưng câu chuyện còn đang nói dở Mà quay người bỏ đi Thái độ của đồng nghiệp với tôi như vậy đã quá quen từng ngày rồi Nên tôi không có thấy khó chịu Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm tôi giật mình quay mặt lại Người mới vừa dùng tay vỗ lưng tôi chính là Tiến Thấy tôi giật mình như vậy anh ta liền cười rồi nói xin lỗi tôi làm cô giật mình sao tôi quay mặt lại máy quay cà phê rồi trả lời anh ta anh xuất hiện như ma vậy thử hỏi ai mà không giật mình cho được anh đã chuẩn bị tinh thần chưa ngày mai chúng ta sẽ cùng bắt tay vào dự án lần này hy vọng sẽ thành công như mong đợi của chúng ta tiếng cười đắc ý nói à việc đó thì tất nhiên rồi anh phúc có nói chuyên môn của cô cho tôi nghe rồi nói thật để tìm được một người có năng lực thật sự giống như cô đây thì đúng là không dễ dàng gì với thời điểm nhân sự được tuyển vào công ty như bây giờ một số chỉ là nhờ vào các mối quan hệ chứ thực chất thì thực lực lại chẳng ra gì kinh nghiệm làm việc thì không có quả là cô đúng như anh phúc nói là viên ngọc quý trong tay anh ấy đúng là quả không sai mà nghe những lời tiến vừa mới nói xong mà tôi mở to mắt ngạc nhiên anh phúc nói với anh như vậy thật sao tiến gật đầu nói bằng giọng quả quyết ừ đúng đó chính miệng anh ta nói với tôi như thế mà cô không tin thì có thể gặp anh ta hỏi lại một lần nữa tôi ngượng ngùng lắc đầu đáp thôi khỏi đi không cần đâu vậy tôi xin phép quay lại phòng làm việc không phiền anh nữa tiến bước tới đứng gần tôi hơn anh ta đặt cốc cà phê xuống khay đặt bên dưới máy pha cà phê trước mặt rồi nói với tôi được, vậy chúng ta không làm mất thêm thời gian của nhau nữa. Hẹn cô 8 giờ sáng mai tại sảnh công ty nhé. Tôi sẽ tới sớm hơn nửa giờ để chờ cô. Tôi có chút tò mò liền hỏi anh ta. Sao vậy? Việc gì anh phải tới sớm cả nửa giờ để chờ tôi làm chi? Tiến cười rồi nói. Đó là thói quen của tôi mỗi khi hẹn người khác. Đây là lần đầu nên cô sẽ thấy lạ. Nhưng chúng ta còn hợp tác dài dài nên cô sẽ sớm quen với việc đó thôi. Thấy tôi đang pha trà chanh, Tiến liền nói: "Phụ nữ uống trà chanh sẽ rất tốt, chứ đừng uống cà phê nhiều, nóng dễ nổi mụn." Anh cũng tâm lý quá nhỉ, nhưng tôi đâu có pha cho mình đâu. Thế cô pha cho ai? Đừng nói là Đúng vậy, sáng giờ anh Phúc uống nhiều cà phê quá nên tôi mới pha trà chanh cho anh ấy, vừa mát lại giàu vitamin C không nóng không nổi mụn. Tôi cố ý trêu chọc anh ta câu lúc nãy anh ta nói. Tiến nghe thấy thế thì chẳng tin được là Phúc lại chịu uống trà chanh. Công nhận xếp Phúc có thư ký như cô thì sướng nhất rồi. Hèn chi... Hèn chi gì à? Không có gì. Cô tự mình tìm hiểu đi. Tôi đi đây. Tiến nói xong rồi đi trước. Lúc này tôi mới pha xong nên cũng rời khỏi phòng trà để quay trở lại phòng làm việc vào bàn làm việc của Phúc. Tôi đặt ly trà chanh xuống bàn đẩy đến trước mặt anh trà chanh thơm ngon của sếp đây. Cảm ơn em, thơm thật đấy. Anh uống thử đi, nếu thích mùi vị này thì sau này em sẽ giảm cà phê xuống, mà thay bằng các loại trà. Phúc bưng ly trà chanh lên uống, hương vị vừa mát lạnh của đá cộng với vị ngọt ngọt chua chua từ chanh mật ong, còn cả trang trí lá bạc hà nữa. Phúc nhấp một ngụm rồi lại ngụm nữa, sau lại tấm tắc khen. Ngon lắm Phương, kiểu này anh dễ bị nghiền lắm. Anh nói quá, mà Phương này tối nay nghỉ ngơi sớm để mai có tinh thần chiến đấu nha. Em biết rồi, hồi ở quê 10 11 giờ mới ngủ sáng 4 giờ đã dậy rồi đó anh, anh yên tâm. Hay là anh cho về trước 10 phút đấy. Thôi, em là thư ký của sếp tổng cũng phải ngương mẫu chứ ạ? À? Anh Phúc cười và hài lòng gật đầu. Ừ, vậy cũng được. Tối nay về ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Thường thì các thư ký trước anh không cho họ thực hiện dự án nhưng nhìn em thông minh nhanh nhẹn nên cố gắng nhé dự án này em là người nắm chính nên hơi mệt đấy cố lên nhé tôi có chút bất ngờ về anh phúc anh không hề khô khan ngược lại còn rất chu đáo nữa không biết có phải là như chị đào nói là anh ấy thích tôi thật hay không thì chưa biết nữa nhưng những gì anh làm cho tôi thì đúng là trái tim tôi đã thật sự cảm động trước việc làm của anh dạ em cảm ơn vậy em xin phép về trước ạ à? Trên đường ra về tôi có ghé qua phòng làm việc của chị Đào nhưng không gặp chị ở đây, có thể chị chạy đi đâu đó rồi, nên tôi đi thẳng ra bãi gửi xe của công ty để lấy xe máy ra về. Trên đường về nhà tôi ghé qua siêu thị mua một vài thứ cần thiết để mai có thể mang theo, vì nghe nói địa điểm mà công ty chọn để tiến hành dự án mới rất nắng và bụi nhiều nữa, nên kem chống nắng cũng như một chiếc dù để che nắng cũng là rất cần thiết rời khỏi siêu thị là tôi đi một mạch về nhà không tạt qua đâu nữa. Tôi đi tắm rồi làm đồ ăn tối một mình vì chị Đào có nhắn tin vào điện thoại của tôi rằng có thể hôm nay chị sẽ về muộn. Ăn xong bữa tối tôi dọn dẹp một lát rồi trở về ghế ngồi xem phim cho tới khi hai mắt như muốn sụp xuống vì cơn buồn ngủ lúc này đã ập đến làm hai mắt tôi nặng trĩu. Tôi tắt tivi trở vào phòng rồi nằm xuống là ngủ một mạch cho đến sáng qua một đêm ngủ ngon giấc. Sáng tôi tỉnh dậy thấy tinh thần cũng như thể trạng rất thoải mái. Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng với tôi. Đây là cơ hội để tôi có thể phát huy hết thực lực của bản thân hiện có. Tương lai của tôi đặt cả vào dự án lần này, nên tôi biết sắp tới đây tôi phải tập trung cao độ để có thể đạt được kết quả theo đúng như tôi mong đợi. Vùng dậy rời khỏi giường tôi đi vào phòng tắm rửa rồi vệ sinh các thứ xong xuôi. Chọn một bộ đồ mới hôm bữa chị Đào có mua cho để mặc. Lúc này có tiếng chương điện thoại làm tôi giật mình. Người gọi tới là anh Phúc. Thế vậy tôi liền nhanh tay cầm lấy điện thoại, đưa nhanh lên tai nghe. Em nghe ạ. À, em dậy chưa? Dạ em chuẩn bị xong rồi ạ. À. Giờ em sẽ tới công ty, sau đó sẽ gặp anh Tiến để bàn bạc công việc cụ thể anh ạ. À. Tốt lắm. Nghe giọng nói của em, chắc đêm qua em ngủ rất ngon phải không? Dạ. Chúc em sẽ thành công trong dự án lần này nhé Phương. Em cảm ơn ạ, à. em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Nghe được câu nói này của em, anh yên tâm rồi. Nãy anh có thấy anh Tiến ở sảnh ngoài, có thể anh ấy đang đợi em đó. Thế à? Vậy em tới công ty bây giờ đây ạ. À? Em tắt máy nhé. Ừ. Chị đào có bạn trai đón rồi nên tôi tự mình chạy xe máy đi. Đến nơi từ xa tôi nhìn thấy Tiến đứng đợi tôi ngoài sảnh đúng như lời anh phúc nói ban nãy gửi xe máy vào bãi để xe của công ty tôi đi nhanh tới chỗ tiến đứng dừng lại trước mặt anh ta tôi hỏi anh đợi tôi lâu chưa ạ tiến cười thật tươi trả lời câu hỏi của tôi tôi đến lâu rồi hôm nay dậy sớm nên tôi tới đây luôn vẫn còn sớm tôi mời cô phương ăn sáng được chứ tôi không có từ chối lời đề nghị của tiến liền trả lời dạ được vậy anh đợi em vào gặp anh phúc rồi sẽ trở lại ngay ạ à? được rồi vậy tôi ra lấy xe dạ tôi đi thẳng vào sảnh thang máy lúc này đứng đợi thang là hoa thấy tôi đi tới đứng bên cạnh cô ta quay mặt qua nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó chịu cô tới công ty sớm nhỉ nghe nói hôm nay cô được anh phúc ủy thác dự án lần này đúng không đúng vậy cô đang thấy ghen tị với tôi sao Ghen tị sao? Tôi nào có rảnh mà đi ghen tị với cô làm gì? Cô nghĩ mình là ai chứ? Vậy thì cũng đâu phải việc của cô, việc gì cô phải nói cái giọng mỉa mai tôi như thế làm gì? Hôm nay tôi không rảnh tranh luận với cô đâu." Tôi nói xong cũng là lúc thang máy xuống đến nơi, không đợi Hoa nói thêm được lời nào nữa, ngay khi cửa thang máy mở, là tôi đi thẳng vào trong thang. Thấy mặt của Hoa lúc này đã chuyển sang màu đỏ, chắc hẳn cô ta rất tức giận nhưng tôi không có để cô ta trong mắt. Từ ngày tôi được chọn vào vị trí hiện tại, Hoa luôn đố kỵ với tôi, vì cho rằng tôi nhờ vào mối quan hệ mà được chọn vào vị trí thư ký của tổng giám đốc. Cô không vào đúng không? Thế tôi cho thang máy chạy nhé." Hoa đi vào trong thang nói bằng giọng tức giận. "Cô được lắm, cứ đợi đấy mà xem, rồi có ngày tôi sẽ cho cô biết thế nào là chống lại con hoa này." Tôi thấy câu nói của Hoa thật đúng là buồn cười. Cô ta làm gì được tôi chứ? Với chức vụ hiện tại của cô ta thì đâu có thể làm gì được tôi đâu. Nếu dự án này tôi hoàn thành tốt, chưa biết chừng tôi sẽ bỏ cách cô ta cả một quãng đường rất xa nữa là đẳng khác. Tới lúc đó không biết Hoa sẽ còn tức và ghét tôi tới mức độ nào nữa đây. Để Hoa lại phía sau, tôi đi thẳng về phòng làm việc để gặp anh Phúc thấy tôi mở cửa đi vào anh liền đứng dậy hỏi em đến rồi đó hả dạ em vào xem anh có gì cần dặn dò không ạ à có đấy em mang giúp anh số tài liệu này cho anh tiến nhé nói anh tiến giúp anh những gì anh ấy quan tâm tất cả đều có trong số tài liệu này rồi dạ anh cũng chuẩn bị cho em luôn rồi em một bộ anh tiến một bộ có gì không hiểu em cứ gọi cho anh nhé em biết rồi ạ Vậy em xin phép đi anh nhé. Ừ, em đi đi, chúc em may mắn nhé. Tôi mang theo tài liệu xuống sảnh chỗ xe ô tô của anh Tiến đang đợi bên ngoài. Mở cửa xe bước vào ngồi xuống ghế, anh Tiến hỏi. Tài liệu em đang cầm trên tay kia là anh Phúc gửi cho anh đúng không? Dạ, của anh đây ạ. Anh Phúc nói em nhắn lại với anh. Những gì anh cần biết về dự án lần này đều có cả trong đây hết rồi ạ. Tốt lắm, Xe ô tô lăn bánh ra đường lớn, rồi đi thẳng tới một nhà hàng cách công ty hai dãy phố. Đỗ lại xe bên kia quán, tôi và anh Tiến đi qua đường rồi đi thẳng vào nhà hàng. Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi và anh Tiến rời nhà hàng đến nơi, lúc này cũng hơn 8 giờ. Công việc diễn ra khá thuận lợi, những người được thuê tới đều đã có mặt đông đủ, họ bắt tay vào công việc rất có trách nhiệm, về điểm này làm tôi thấy rất hài lòng. Tôi tin anh Tiến cũng vậy. Em có mệt không? Đến giữa trưa thì bất ngờ anh Tiến đặt câu hỏi làm tôi có chút bất ngờ. Không phải là anh ta đang quan tâm tới sức khỏe của tôi đó ư? Nhiều lúc tôi nghĩ anh ta lạnh lùng là thế thì có bao giờ biết quan tâm tới người khác. Thật chẳng ngờ là anh ta lại hỏi tôi câu đó. Dạ em ổn anh ạ. À? Vậy là tốt rồi. Hôm nay thời tiết oi nóng thế này, anh chỉ sợ em mệt. Nếu em mệt thì bảo anh nhé, anh sẽ để em về trước. Dạ không cần đâu ạ, à, em không sao mà. Có thật không? Anh thấy em đang mệt rồi đấy, đừng gắng sức quá biết không? Dạ em biết, nhưng em thật là không sao mà. Sau câu trả lời của tôi, anh Tiến nói muốn cùng tôi kiểm tra một lượt, rồi để nhân viên bên nhà thầu nghỉ trưa. Một giờ sau sẽ quay lại tiếp tục công việc. Vì trời nắng nên tôi và anh Tiến không có ra ngoài ăn, mà gọi đồ về ăn luôn tại chỗ làm. Tôi thấy khát khô cổ họng nên nói với anh Tiến là sẽ ra ngoài mua nước. Tôi tìm tới cửa hàng tiện ích gần đó, chọn nước xong quay trở lại quầy thu ngân để tính tiền. Chợt tôi nhận ra người đứng trước mặt tôi lúc này là anh Đại. Anh làm gì ở đây vậy anh Đại? Ủa, phương đây mà, em mua nước sao? Dạo này em vẫn ổn chứ? Cảm ơn anh, em ổn ạ. À. Tôi thấy một người phụ nữ đang ngồi ngoài xe đợi đại, thấy vậy tôi liền nói với anh ta. Có người đợi anh ngoài xe phải không ạ? À? Đại Như nhớ ra, người ngoài xe liền cười thật tươi trả lời tôi. Đúng rồi, đó là mẹ anh. Là bác Cẩm Tú ạ? À? Ừ, đúng rồi. Em vẫn còn nhớ tên mẹ anh sao? Nào nào, cùng anh ra ngoài đó một lát đi. Mẹ anh có việc cần nói với em. Mấy lần bà dặn mà anh toàn quên thôi. Tôi theo sau đại ra xe ô tô. Sau khi đã thanh toán tiền với nhân viên trong quầy thu ngân những thứ tôi vừa mua, đứng trước một chiếc ô tô màu đen hiệu BMW sang trọng, làm tôi choáng ngợp về độ giàu có của gia đình đại. Anh đại đi đến gõ cửa kính xe rồi nói gì đó với mẹ của mình, ngồi bên trong. Một lát sau thì anh ấy nói là bà ấy mời tôi lên xe. Nhìn chiếc xe nó bóng loáng đến độ soi gương cũng được mà như quả đúng như lời bác tôi đã từng nói rằng nhà họ rất nhiều tiền. Cửa xe mở ra, bà Cẩm Tú đeo một chiếc kính mát che đi đôi mắt. Không biết ánh mắt bà ấy nhìn tôi lúc này thế nào, nhưng trên gương mặt lại đang hiện hữu một nụ cười rất thân thiện. Cháu vào xe đi, chúng ta nói chuyện một lát được chứ? Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý lên xe ngồi. Dạ cháu chào bác ạ. À. Cháu là Phương hả? Dạ Lần trước cháu tới công ty đúng thời điểm bác rất bận nên không gặp cháu được. Dạ cháu có nghe anh đại nói rồi ạ. À? Giờ cháu làm ở đó ổn chứ? Dạ cũng ổn ạ. À. Nói chuyện với nhau hơn 10 phút thì điện thoại của tôi đổ chuông. Bà Cẩm Tú đưa tới trước mặt tôi một tấm xanh thiếp và nói thêm. Khi nào cháu suy nghĩ lại thì đến tìm bác. Bác và bác của cháu là chỗ thân quen. Công ty bác luôn chào đón cháu. Dạ cháu cảm ơn ạ. À cháu phải đi rồi, hẹn khi nào có dịp, cháu sẽ nói chuyện với bác và anh nhiều hơn. Ừ, cháu đi đi. Mà chỗ cháu đến có xa không? Hay thôi tiện đường để bác đưa cháu đến đó. Tôi chưa kịp trả lời thì Đại đã cho xe lăn bánh, nên đành miễn cưỡng ngồi trong xe cho tới khi đến chỗ Tiến đang đợi bên ngoài. Thấy anh Tiến tôi liền nói anh Đại. Anh cho xe dừng lại đây được rồi ạ. Chỗ này hả? Được rồi đại đỗ xe vào lề đường anh ta mở cửa xe bước xuống rồi đi thật nhanh tới mở cửa xe để cho tôi bước ra ngoài hành động này dường như là thói quen của mấy soái ca lái xe thì phải xe ô tô của đại và bà cẩm tú đi rồi lúc này tiến mới hỏi tôi em quen hai người họ sao là chỗ quen biết với bác em dưới quê đó trước đây bác em từng làm việc cho bà ấy à ra vậy Thôi chúng ta vào trong thôi Công việc bắt đầu trở lại rồi Tôi gật đầu rồi đưa túi đồ mới vừa mua được cho Tiến cầm Anh ta lấy ra ngoài một chai rồi mở nắp đưa cho tôi Nhưng tôi nói mình uống rồi Thế là liền đưa lên miệng uống ứng ực Chứng tỏ là đang rất khát rồi Mát thật đấy Để anh đưa cho họ uống Cảm ơn em nhé Phương Gì mà cảm ơn chứ Em mua nước để tất cả cùng uống mà có gì mà phải cảm ơn em Chúng tôi cùng nhau vào trong Nhân viên đang tập trung làm việc rất đúng ý tôi Quả thật được trả một mức lương hợp lý Họ làm việc cũng trở nên hiệu quả hơn ngoài sức tưởng tượng Tôi không đứng chơi cũng lao vào công việc cùng họ Đến cuối ngày thì đã hoàn tất được một trong số ít những công việc phải làm sắp tới Những ngày đầu tiên như thế này là quá ổn rồi Em thấy sao? Tiến vui vẻ hỏi tôi nhìn anh ta tôi trả lời thấy sao ấy ạ à? rất ổn đó chứ rất ổn đúng không chúng ta trả lương cho nhân viên thời vụ theo giờ trả cao thì họ sẽ làm nhanh hơn tiến độ cũng thu ngắn lại dạ anh nói đúng ạ hy vọng sẽ xong đúng như dự định tiến đưa tôi về công ty lúc này nhân viên cũng đã ra về hết nên không còn quá đông người có mặt tại đây từ ngoài xe ô tô Tôi thấy thấp thoáng một bóng người quen thuộc đang đi thẳng về chỗ ô tô của Tiến. Người đó là anh Phúc. Thấy anh tôi liền mở cửa xe bước ra ngoài. Tiến thấy vậy cũng ra ngoài theo tôi. Vậy rồi hả? Hôm nay vất vả cho hai người rồi. Tôi còn chưa kịp nói thì Tiến đã giành quyền nói trước. Vất vả chút thôi nhưng được lại là tiến độ ngoài sức tưởng tượng của anh đó Phúc ạ. À. Anh Phúc mỉm cười hài lòng rồi quay qua nhìn tôi lúc này tôi thấy được trong ánh mắt của anh chứa đựng niềm vui tôi vội gật đầu ngay như muốn đính chính lại lời tiến nói thấy cái gật đầu của tôi anh phúc nói với tiến cảm ơn anh đã hỗ trợ cho em ấy tiến cười đáp lại tôi nào có công gì đâu đây đều là nhờ vào sự nỗ lực của từng người mà đạt được nhưng tôi phải công nhận rằng phương đúng là một viên ngọc quý trong tay anh đó anh phải trân trọng cô ấy Hai người đàn ông nói rồi cười với nhau, làm tôi thấy ngại không nói gì nữa mà quay người đi vào trong sảnh công ty. Chấm vân tay để kết thúc một ngày làm việc, tôi đứng thần người mất vài phút vì nhận ra rằng bản thân cảm thấy thấm mệt rồi. Tôi trở lại chỗ Anh Phúc và tiến đang đứng để chào hai người trước khi vào bãi xe để lấy xe máy ra về. "Em về đây, hai anh cũng về sớm đi nhé." Anh Phúc gật đầu ngay, anh nói Em đi đường cẩn thận nhé Về tới nhà là phải gọi ngay cho anh Để anh yên tâm biết chưa Tôi nhận ra anh đang quan tâm tôi Trong ánh mắt của anh không hề có Một chút giả tạo Mà lại rất thật Dạ em biết rồi ạ à. Chào hai anh em về trước đây Tiến không nói gì Chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái Rồi anh ta đi vào sảnh Tiếp theo anh Phúc cũng theo sau Tôi mệt mỏi đi vào bãi để xe Và kịp nhìn đồng hồ đã là hơn 7 giờ tối. Tôi loay hoay đứng một lúc lâu để tìm vé gửi xe, rồi thật may vì cũng tìm thấy. Tôi dắt xe máy đi được vài bước chân thì thấy chiếc xe ngày hôm nay có bị gì, nặng quá không biết. Thấy lạ liền dựng chân trống rồi khẽ nghiêng đầu nhìn xuống lốp xe phía sau để kiểm tra. Trời ơi, bị ăn đinh rồi hay sao đây? Thở dài ngán ngầm, Tôi đưa tay với vặn chìa khóa thật nhanh nổ máy để chiếc xe có thể di chuyển được một cách dễ dàng hơn. Sát bộ ra một đoạn dừng lại ở chốt bảo vệ. Tôi đưa tấm vé xe cho anh bảo vệ đang trực lúc này rồi lặng lẽ di chuyển ra ngoài. Cũng may tiệm sửa xe nằm cách công ty không xa. Nhanh thì còn kịp vì 8 giờ là tiệm sửa xe đó đóng cửa. Tiệm này tôi đi làm qua nên biết có những ngày đóng cửa rất sớm có những ngày lại đóng tiệm rất muộn Dừng lại trước cửa tiệm Vừa nhìn thấy tôi đứng ngoài Còn chưa kịp lên tiếng hỏi Thì người bên trong quán lúc này Là một người đàn ông lớn hơn tôi Nhiều lắm nói trước Cô sửa xe hả? Dạ, phiền chú kiểm tra xem Giúp cháu bánh sau có phải là bị cán đinh rồi không ạ? Chủ tiệm nghe tôi nói Liền đứng thẳng người đi thẳng tới chỗ tôi Ông khẽ đưa tay gạt nhẹ tôi đứng sang một bên, rồi dùng sức đẩy con xe lúc này lúc đã xẹp lép, không còn một chút hơi nào lên trên hè. Dựng chân chống xe máy xuống nền xi măng, chủ tiệm với tay cầm lấy cái ghế nhựa gần đó rồi đặt xuống trước mặt tôi nói. Cô ngồi đi, đợi tôi kiểm tra xem thế nào. Tôi gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống ghế chờ đợi. Quan sát chủ tiệm một lúc thì thấy hai mắt ông nhíu lại, thấy thế làm tôi tò mò liền hỏi. Có phải là bị cán đinh không hả chú? chủ tiệm sửa xe lắc lắc đầu nói bằng cái giọng khó hiểu lạ nhỉ không cán đinh tất cả đều còn dùng được thế thì tại sao lại bị hết sạch hơi bên trong lúc xe vậy nhỉ có khi nào là do ai đó chơi xấu cô rồi tôi chọn xe mắt chơi xấu ấy à chủ tiệm gật đầu một lần nữa rồi nói bằng giọng quả quyết hơn chắc chắn là bị ai đó chơi xấu rồi thôi không có bị gì đâu tôi bơm căng cho cô là đi được bình thường thôi Tôi mừng vì là lốp xe bị hết hơi không phải là do bị cán chúng đinh, nhưng tôi lại thấy tò mò vì là không biết ai lại ghét tôi tới mức phải chơi xấu tôi bằng cái trò quá trẻ con như thế này đây. Tôi lấy tiền trong ví ra tay rồi nói với chủ tiệm, "Chú thay cho cháu một chai dầu nhớt nhé, đằng nào cũng đến lúc phải thay rồi ạ." Chủ quán nhận tiền từ tay tôi, ông đứng dậy đi thẳng vào trong, lấy từ trên kệ một chai dầu mới và không có để tôi phải chờ đợi lâu thao tác của ông rất chuyên nghiệp mới đó mà đã xong rồi của cô xong rồi nhé dạ cháu cảm ơn chú nói rồi tôi cũng dắt xe ra và lên xe máy rời khỏi tiệm sửa xe về thẳng nhà trọ chị đào đã về từ lâu thấy tôi mở cửa dắt xe máy vào trong chị đi nhanh tới đứng trước mặt hỏi sao em về muộn thế trên đường gặp phải chuyện gì hay là tắc đường dạ không có gì đâu chị chỉ là không biết ai chơi xấu xì hết hơi trong lốp xe máy làm em phải dẫn bộ ra tiệm kiểm tra em còn nghĩ là bị cắm đinh cũng may là không phải như em nghĩ bơm lại đầy hơi là có thể đi được rồi nghe tôi kể có kẻ xấu xì hết hơi bánh xe máy làm chị đào tức giận mặt chị đỏ phừng phừng nói khốn nạn thật đấy giờ còn chơi cái trò con nít đó thời đại nào rồi đứa nào ghét em tới mức phải phá em như thế được nhỉ Em đâu có làm mất lòng ai đâu đúng không Phương? Dạ, chị đâu cũng có lạ gì tính cách của em đúng không ạ? Em luôn giữ hòa khí với đồng nghiệp ở chỗ làm mà. Đến bản thân em cũng chưa thể nghĩ ra được là em đắc tội với ai rồi. Chị Đào im lặng suy nghĩ thật lâu chị mới quay mặt qua tôi nói. Đàn ông thì họ không có làm mấy cái trò đàn bà này đâu em ạ. Chị nghĩ là phụ nữ làm đấy. Chắc chắn người này phải đố kỵ rồi ghét em lắm mới làm trò này để phá em. Vì là có cùng suy nghĩ với chị Đào nên tôi gật đầu ngay. Dạ em cũng nghĩ giống như chị đấy ạ. À? Mà cả công ty nhiều nhân viên, giờ biết ai mới là kẻ xấu xa hả chị? Chị Đào ấn tay vào chán tôi rồi nói nhỏ. Em đúng là con nhỏ ngốc, em quên là bãi xe có lắp máy ghi hình à? Mai đến gặp bảo vệ nói rồi nhờ họ kiểm tra lại đoạn ghi hình là biết kẻ đó là ai ngay chứ gì. Ừ nhỉ, vậy mà nãy giờ em không nghĩ ra đấy. Thế chị mới nói là em ngốc Thôi vào tắm rồi gian cơm với chị Dạ Đêm nằm nghĩ Không biết tôi vô tình gây thủ chúc án với ai Mà nằm mãi tôi mới ngủ được Sáng chị Đào dậy trước liền đánh thức tôi dậy theo chị Đêm qua em tức quá nên ngủ muộn hay sao Mà nay dậy thấy em mệt mỏi quá vậy Phương Em nằm mãi mà nghĩ không ra Mình gây thủ chúc án với ai chị ạ à? thì giờ em dậy đến công ty gặp bảo vệ là biết liền chứ gì em đúng là ngốc mà sao xe hỏng còn cố dắt ra ngoài bãi xe chi cho cực để mai đi làm sửa cũng được chứ sao em cũng định nhưng mà lại thôi tại em không quen để xe lại bãi qua đêm nói là có bảo vệ nhưng em vẫn thấy sợ sao ấy chị ạ à? ừ em nói cũng đúng bãi để xe công ty mình vừa rộng mà lại không được vây lại bằng dây nên để xe qua đêm chị thấy cũng không yên tâm. Tôi và chị Đào chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì cả hai dọn ra bàn ngồi ăn. Ăn gần xong thì điện thoại chị Đào đổ chuông là bạn trai chị gọi tới. Chị ngay máy xong liền quay qua tôi nói. Em ăn xong rồi đi làm sau nhé, chị đi trước đây, anh tôi đón rồi. Dạ. Từ ngày bạn trai đến đưa đón đi làm, tôi thấy chị Đào vui và trẻ hẳn ra. Tinh thần của chị ấy giờ phải nói là rất tốt, tôi cũng mừng cho chị ấy. Còn về phần tôi thì chưa biết sao, giờ tôi chỉ có thể cảm nhận được là anh Phúc quan tâm và thích tôi, nhưng tôi lại chưa có cảm xúc với anh, chỉ cảm kích vì thấy anh tốt với tôi chứ chưa thể gọi là yêu được. Tôi dọn dẹp xong thì rời nhà đến công ty sớm hơn 15 phút vì còn phải gặp bảo vệ. Nghe tôi nói lại tình hình tối qua, bác bảo vệ lập tức kiểm tra lại giúp tôi và kết quả thì quá bất ngờ. Tôi không nghĩ người hại tôi lại là cô ta. Là Linh bộ phận nhân sự. Nhưng tôi nào có thủ oán gì với cô ta đâu, sao lại chơi xấu tôi? Nhưng chợt tôi nghĩ ra cô ta không phải là rất thân thiết với Hoa hay sao. Tôi cảm ơn bác bảo vệ xong liền đi thẳng tới phòng nhân sự. Đúng lúc thấy Linh đang đứng ngoài cửa, vừa thấy tôi đi tới, cô ta quay mặt muốn đi thì ngay lập tức tôi đưa tay tới nắm chặt lấy cổ tay của linh mà kéo giật cô ta lại phía mình nói sao cô lại chơi xấu tôi tôi không có đắc tội với cô nói đi có phải là hoa sai cô làm không hả linh lúng túng cô đang nói gì vậy hả tôi có biết gì đâu cô bị làm sao mà mới sáng đã đến gây sự với tôi rồi tôi gắt lên cô còn chối có cần tôi đưa cô tới phòng trực bảo vệ xem lại đoạn camera tôi vừa được bác bảo vệ cho xem không hả linh nghe thấy tôi nói có đoạn camera ghi hình từ máy quay an ninh thì mặt cô ta bắt đầu biến sắc thấy cô ta im lặng không nói gì tôi tiếp tục hỏi nói đi có phải là hoa sai cô tới bãi xe đúng không cô không nói đừng trách tôi nói chuyện này với tổng giám đốc phúc đấy tới lúc đó cô đi mà giải thích với anh ấy linh nghe tôi nói mang việc xảy ra vừa rồi nói cho anh phúc thì sợ lắm cô ta gấp gáp nói em nói em nói là chị hoa sai em làm là chị ấy tôi tức giận nhìn thẳng vào gương mặt hoang mang sợ hãi của linh quả đúng như tôi đoán trước đó chính là hoa ngoài cô ta ra thì ở công ty tôi không có thủ oán gì với ai nữa nghĩ trong đầu lúc này có trách mắng linh thì suy cho cùng cô ta cũng chỉ là cấp dưới của hoa bị cấp trên của mình sai khiến mà thôi chị cô ta đâu có thể làm gì khác được Cô Linh này, tôi biết trong công ty này tôi được lòng xếp, nên nhiều chị em vẫn ganh ghét lắm. Nhưng riêng cô thì thú thật, tôi biết cô và tôi chẳng có xích mích động chạm gì, có chăng là cô Hoa kia. Tôi thật tình khuyên cô lớn rồi, đừng nên nghe theo lời xúi dục của người khác mà ảnh hưởng đến công việc của chính mình. Tôi, tôi xin lỗi, cũng chỉ vì cô ấy ép tôi quá thôi. Tôi nói cho cô biết, tôi không phải dễ bắt nạt đâu đừng để tới lúc tôi nói lại với sếp thì công việc hiện tại của cô mất đi nhanh chóng lắm đấy xin cô đừng nói với sếp phúc tôi không dám nữa đâu thấy cô linh này có vẻ hối cải tôi nói với cô ấy bằng giọng đã hạ được một phần cơn giận dữ trong tôi thôi cô đi đi hoa có trong phòng không linh gật đầu nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn cô ta quay người mở hé cửa nhìn vào rồi lại thật nhanh quay mặt nhìn lại chỗ tôi mà nói bằng giọng đã hạ thấp âm lượng xuống mức, chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Có ạ, à, chị ấy đang ngồi ở bàn làm việc. Chị Phương, chị đừng nói là em nói với chị sự thật này nhé, được không? Em thật sự cần công việc hiện tại. Nếu chị Hòa biết rằng em tố cáo chị ấy cho chị biết, thì có thể chị ấy sẽ đuổi việc em mất. Chị Phương, chị giúp em được không ạ? À? Em ngàn lần cảm ơn chị ạ. À tôi hiểu vì sao mà linh lại nói với tôi những lời vừa rồi đối với những cô gái quê mùa lên thành phố như linh và tôi thì có thể tìm được một công việc cùng với đó là mức lương có thể ổn định được cuộc sống ở một thành phố lớn thế này là việc không dễ dàng gì tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ta tôi gật đầu rồi nói nhỏ với linh cô đi đi tôi sẽ không để hoa biết được là do cô nhận tội và chỉ điểm hoa cho tôi biết đâu cô có thể yên tâm Tôi không trách cô, cô chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của Hoa mà thôi." Linh mừng đến rơi nước mắt khi nghe tôi nói rằng không trách việc cô ta làm. Đưa tay tới nắm lấy cánh tay phải của tôi, Linh nói bằng giọng biết ơn, "Chị Phương, chị là người tốt. Em làm chị giận mà chị còn không trách em. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị, chị Phương." Tôi nhìn Linh, nước mắt ngắn nước mắt dài ra thì đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt biết lỗi đó mà đáp lại. Thôi đừng nói gì nữa, cô mau đi làm việc của mình đi. Linh khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Tôi đứng trước cửa phòng nhân sự mà hít lấy một hơi làm căng lồng ngực rồi lại thật nhanh thở hát ra như muốn giúp bản thân có thể kiểm soát được cảm xúc hiện tại trước khi mở cửa phòng đặt chân bước vào trong. Hòa đang làm việc tại bàn làm việc của mình nghe tiếng cửa được mở. Cô ta dừng tay lại ngước mắt nhìn thẳng về hướng tôi đang đi tới mỗi lúc một gần. Hoa đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, kèm theo đó là ý thăm dò. Ánh mắt đó của Hoa đã làm cô ta tự khai ra việc làm của mình. Cô đến phòng làm việc của tôi có việc gì? Trước câu hỏi của Hoa, tôi không để cô ta biết rằng tôi đã biết hết việc làm xấu xa của Hoa. Thản nhiên đi tới kéo ghế ngồi xuống trước mặt của Hoa, ánh mắt của hoa không rời khỏi gương mặt của tôi vì tò mò cô nói đi chứ tôi đang hỏi cô là cô tới phòng làm việc của tôi có chuyện gì tôi mỉm cười đáp lại sao vậy chị làm ra việc gì không tốt đối với tôi nên thấy tôi tới tìm là thái độ của chị mới như thế này đúng không hoa đứng thẳng người cô ta chỉ tay vào mặt tôi mà nghiến răng nói bằng giọng giận dữ lắm cô đừng có nói bừa tôi chẳng làm gì cô hết cô không làm việc mà tới tìm tôi chỉ để dò hỏi vậy thôi sao? Người cấp cao như thư ký Phương đây, ai mà dám làm gì? Tôi bật cười trả lời câu hỏi của Hoa, tiếng cười của tôi như một cái búa lớn đập vỡ bức tường vô hình do Hoa tạo ra. Được đấy, vẫn còn mạnh miệng quá. Cô ta run giọng nhưng muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói ra ngoài, chỉ lẩm bẩm trong miệng những lời mà tôi không có thể nghe rõ. Như đoán được rằng Hoa đang sợ, nói đúng hơn là cô ta có tật thì giật mình. Tôi đứng lên nói với Hoa. Cô đừng làm mấy cái trò không đàng hoàng đó nữa đi. Hoa nhíu mày nhìn tôi nói, tôi không có hiểu cô đang nói cái gì hết. Cái gì mà đừng làm mấy cái trò không đàng hoàng. Cô ăn nhầm phải cái gì rồi hay sao thế? Đến gây chuyện với tôi đúng không? Tôi biết nếu có nói thẳng ra việc cô ta sai linh làm với chiếc lốp xe máy của tôi thì thế nào rồi Hoa cũng sẽ đổ hết lỗi lên đầu cô gái tội nghiệp kia và hơn nữa có thể với tính cách của Hoa thì đúng như lời Linh nói với tôi khi nãy, cô ta sẽ đuổi việc cô ấy hoặc dùng cách nào đó buộc Linh phải thôi việc. Nghĩ lại những lời Linh nói, tôi lại không nỡ nên không có muốn Hoa biết rằng Linh đã nhận và khai ra cô ta là chủ mưu. Tôi chỉ nói thế thôi, cô làm gì thì lương tâm của cô biết trước tiên, trời đất đều nhìn thấy việc làm của cô hết cả đấy liệu cái hồn mong manh của cô đừng có động đến tôi. Lần này tôi sẽ tha cho cô, nhưng đừng mong có lần sau. Nói rồi tôi quay người đi ra khỏi phòng để lại hoa đứng phía sau. Tôi biết chắc chắn lúc này cô ta đang rất tức giận, nhưng tôi lại thấy rất vừa lòng. Cho dù là không có nói thẳng ra, nhưng ít nhiều cô ta cũng phải hiểu rằng vì nghi ngờ nên tôi mới tới đây tìm cô ta để nói chuyện. Như thế này sẽ không làm ảnh hưởng tới Linh lúc ra đến sảnh thang máy thì gặp tiến tại đây tôi mỉm cười chào thì anh ta hỏi nay nhìn cô vui vẻ như vậy xem ra tinh thần đang thoải mái lắm có phải không anh cũng giỏi thật ha biết được là tinh thần của tôi hôm nay tốt nữa ư tiến bật cười đáp lại câu nói của tôi tôi chỉ đoán mò thôi mà ai ngờ đâu lại chúng à giờ tôi lên phòng tổng giám đốc phúc đây chúng ta đi cùng chứ tôi gật đầu đáp à tất nhiên rồi giờ tôi cũng lên đó làm việc mà. Mà sau nay anh Tiến lại có nhã hứng tìm tổng giám đốc của tôi sớm vậy à? Tiến đưa tay tới bấm thang rồi nói. Nghe nói còn hai ngày nữa là công ty sẽ bầu cử vị trí tổng giám đốc. Cái ghế của anh ta bây giờ không phải chỉ là tạm thời thôi sao? Nếu lần này anh ta không tranh được cái ghế tổng giám đốc đó, thì e là sẽ mất trắng từng ấy năm công hiến. Tôi cũng biết việc này nên nói anh Tiến Việc này em cũng biết Nhưng không ngờ ngày bầu chọn lại nhanh đến thế Chỉ sợ là cái đám người Thường ngày ghen ghét anh Phúc Sẽ lợi dụng cơ hội này mà Tiến gật đầu tiếp lời tôi Đúng rồi đó Cô hiểu ý của tôi muốn nói rồi Thôi hai ta vào trong thang rồi nói chuyện tiếp Chứ đứng ngoài này nói chuyện Tai mắt nhiều coi vậy mà không có tiện đâu Vâng anh nói cũng phải Thế rồi tôi và Tiến vào trong thang Lúc lên tới phòng tổng giám đốc từ bên ngoài tôi đã nghe thấy tiếng anh Phúc lớn giọng nói với ai đó. Cả tôi và Tiến đều tò mò muốn xem ai đang ở trong phòng. Tôi đưa tay lên gõ cửa thì lúc này trong phòng làm việc, anh Phúc không có nói gì nữa. "Vào đi." Nghe tiếng anh Phúc nói, tôi mỉm cười mở cửa bước vào trong, Tiến cùng theo sau tôi. Nhưng khi cả hai vào phòng thì ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, vì trong phòng lúc này bừa bộn trên đất là những tập tài liệu nhìn là biết chúng là nạn nhân của cơn tức giận của Tổng Giám Đốc Phúc rồi. Sao giờ này hai người mới tới vậy? Tôi liền đáp. Dạ em ở phòng nhân sự ạ. À? Anh Phúc tròn xe mắt nhìn tôi. Phòng nhân sự, em xuống đó làm gì? Không lẽ em bảo anh vào thời điểm quan trọng như thế này sao? Tôi lắc đầu. Anh hiểu nhầm ý em rồi. Em xuống đó gặp Hoa có chút việc riêng thôi. Sao anh lại nghĩ em xin nghỉ việc như vậy chứ? em không bảo anh trong thời khắc quan trọng như lúc này đâu anh xem anh kìa việc gì mà để bản thân phải tức giận tới mức này anh phúc thở dài em không hiểu đâu thôi hai người ngồi xuống đi tôi liền nói với tiến anh ngồi nói chuyện với anh phúc đi em dọn dẹp qua cho gọn gàng giờ sẽ đi pha cà phê cho hai người tiến gật đầu rồi nói cảm ơn cô dọn dẹp một lúc rồi cũng đâu vào đấy tôi rời phòng đi thẳng ra máy pha cà phê để lấy mang về hai cốc cà phê nóng hổi chờ tôi nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau giọng nói này tôi nghe là nhận ra ngay quay mặt lại thì thấy linh đứng trước mặt tôi chị phương cảm ơn chị đã không nói cho chị hoa biết là em nói cho chị biết toàn bộ sự việc ngày hôm qua tôi khẽ gật đầu hỏi sao rồi cô ta không làm khó cho em chứ linh lắc đầu nói bằng giọng lo lắng Dạ chị ấy không làm khó em Nhưng thái độ với em hôm nay của chị ấy lạ lắm Có thể chị Hoa đang nghi ngờ là em đi mách cho chị Hay nên mới tỏ thái độ với em như thế chị Phương à Tôi nói Linh như muốn giúp cô ấy bình tĩnh lại Em đừng quá lo lắng Cô ta đâu thể biết là em đi mách với chị đâu Có nghi ngờ thì cứ để cho cô ta nghi ngờ thôi Linh này Chị biết em là một cô gái tốt em đừng tiếp tay cho hoa làm những việc xấu nữa được không chị sẽ nói anh phúc chuyển em tới bộ phận bán hàng có lẽ bên đó môi trường làm việc sẽ phù hợp với em hơn nghe tôi nói xong linh mừng rỡ hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi em cảm ơn chị phương chị tốt với em quá em cảm ơn chị tôi mỉm cười lắc đầu nói gì mà cảm ơn có hỏi cho em cũng phải đợi qua đợt chọn lựa tổng giám đốc chính thức cái đã hy vọng rằng anh Phúc sẽ giữ vững được vị trí của mình. Linh liền thu tay lại. Em có nghe chị Hoa nói chuyện điện thoại với ai đó? Hình như họ có nhắc tới việc chọn lựa người sẽ chính thức ngồi vào cái ghế tổng giám đốc lần này. Nhưng cái tên mà chị Hoa nhắc tới, hình như là không phải anh Phúc chị ạ. À. Có khi nào anh ấy, anh ấy không giữ được... Em nói sao? Em tận tai nghe Hoa nói vậy à? Dạ. Em nhớ người cô ta nói tới tên người đó là gì không? em cũng không rõ nữa em nhớ không nhầm là hải thì phải tôi giật mình khi nghe linh nhắc tới cái tên hải kia không phải anh ta luôn đối nghịch với anh phúc trong công ty này đó ư vậy mà lần này anh ta lại muốn tham vọng ngồi vào cái ghế tổng giám đốc của anh phúc thì đúng là dã tâm của người này lớn quá rồi linh không thấy tôi nói gì liền kéo tay tôi lại hỏi chị phương chị đang nghĩ gì vậy ạ à? chị đang thấy sợ anh ta quá cái tên hải mà em nhắc đó linh gật đầu tiếp lời dạ chị không biết đâu anh ta và chị hoa trưởng phòng tụi em rất thân với nhau đấy tôi không ngạc nhiên khi biết gã tên hải kia thân với hoa với tính cách đó của cô ta thì việc làm thân với gã kia cũng không phải là quá lạ lẫm đối với tôi thôi em đi làm việc của em đi cảm ơn em đã nói cho chị biết việc này tôi trở lại phòng làm việc cùng với ly cà phê lúc này anh phúc đang ngồi im hai mắt anh đang nhắm lại xem ra anh đang bận tâm việc lựa chọn người sẽ được chọn vào vị trí mà anh đang ngồi anh không sao chứ anh không sao anh thấy hơi đau đầu một chút thôi đau đầu về chuyện lựa chọn người vào vị trí tổng giám đốc sao ạ à? anh phúc hai mắt mở ra ngước lên nhìn tôi em cũng biết sao em biết chút chút thôi Nghe nói người có khả năng được chọn là ông Hải phòng kinh doanh đấy anh. Anh Phúc mở to mắt. Ánh mắt của anh không giấu được sự bất ngờ. Em nói cái gì? Là nó thật à? Dạ, em nghe thấy có đồng nghiệp nói như vậy. Cũng chưa chắc chắn có đúng là Hải sẽ được chọn vào thay cho anh nữa không. Nhưng em thấy lo. Anh Phúc ngồi lại xuống ghế. Lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt mệt mỏi kia của anh. Anh mệt lắm sao? Đừng để ý đến anh đợi qua đợt bình chọn này nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại ngay thôi anh phúc nói tôi phương này em đang giữ trong tay dự án rất quan trọng của công ty em phải cố gắng hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất có thể tôi hiểu anh phúc muốn nói điều gì cho tôi nghe dự án lần này có thể thành công thì cái ghế tổng giám đốc thật sự chắc chắn sẽ thuộc về người xứng đáng và người tôi đang nói tới chính là anh phúc chứ không phải là gã hải kia tôi gật đầu nói anh Em hiểu mà, lần này em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành dự án trong thời gian nhanh nhất có thể. Tới lúc đó, có thể em sẽ giúp được anh nhiều đó anh Phúc ạ." À? Anh Phúc thở dài nói. "Đúng là dự án hoàn thành trước khi kỳ bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc diễn ra thì tốt quá, nhưng anh chỉ sợ là không kịp thôi. Nếu như không kịp thì đành phải trông chờ cả vào số phiếu bình chọn của nhân viên trong công ty vậy." Tôi khẽ gật đầu và im lặng quan sát anh. Dạo gần đây tôi thấy sắc mặt anh Phúc xa sút hẳn đi. Có thể anh vì chuyện này mà lo nghĩ kéo dài tới mất ngủ cũng nên. Anh Phúc, dạo gần đây anh không ngủ được hay sao? Anh Phúc quay mặt sang nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên. Sao em biết? Sao em không biết cho được anh có soi gương chưa? Mặt thì phờ phạc thế kia, lại thêm mắt gấu trúc nữa. Anh Phúc đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi nhanh tới cái gương treo tường đặt ở cuối phòng anh nói đúng thật em không nói thì anh cũng không tin vào mắt mình được nữa rồi tôi bước tới đứng cạnh anh phúc anh cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều một chút đó anh xem nhìn anh thế này có thảm hại hay không em nói phải anh biết rồi hay tối nay anh mời em đi ăn được không tôi biết anh phúc đang nắm bắt cơ hội mời tôi đi ăn với anh nhưng tôi không từ chối mà chấp nhận yêu cầu của anh vì dù sao tôi cũng muốn anh ăn nhiều một chút cho cơ thể đỡ mệt mỏi. Được rồi, em chấp nhận lời mời của anh. Vậy sau giờ làm mình đi có được không em? Không được, anh phải cho em về qua nhà tắm rồi thay đồ đã chứ. Ờ, chết thật, anh quên. Xin lỗi em. Vậy anh sẽ đến đón em lúc 8 giờ tối nay nhé, được không? Vậy thì còn được. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng, tiếp sau đó là giọng nói của Tiến ở bên ngoài tôi vào được chưa anh phúc tôi thấy vậy thì đi nhanh ra mở cửa tiến thấy tôi thì gật đầu chào anh ta đi vào phòng tới bàn làm việc của anh phúc kéo ghế ngồi xuống tôi thấy nét mặt của tiến có gì đó bất ổn liền đi tới đứng bên cạnh anh phúc nhìn anh ta chờ đợi tôi tới có hai việc cần thông báo hai người thích nghe vui trước hay buồn trước tôi liền trả lời tất nhiên là chuyện vui trước rồi Sao hôm nay anh rắc rối quá vậy, còn việc vui với việc buồn nữa?" Tiến bật cười nói, "Vậy thôi được, việc vui là dự kiến công việc sẽ hoàn thành sớm hơn so với dự kiến, còn việc không vui đó chính là" Thấy Tiến cứ ấp úng tôi liền nói, "Anh nói đi chứ, cứ úp mở, thế rốt cuộc chuyện buồn mà anh muốn nói là gì đây?" Tiến thở dài rồi quay mặt sang nói với Anh Phúc, "Anh Phúc này, xem ra cái ghế tổng giám đốc này của anh có thể anh không thể giữ được nữa rồi đó tôi nghe thấy tiến nói rằng anh phúc không thể giữ được vị trí hiện tại làm tôi nhìn qua anh phúc thì thấy sắc mặt anh đang rất kém muốn an ủi anh nhưng tôi còn chưa kịp nói thì anh phúc đã đưa tay lên ngăn lời tôi sắp nói ra anh không sao đâu dù gì ngay từ đầu cái ghế này anh cũng không thật sự muốn ngồi vào giờ bổ nhiệm lại cũng tốt anh có thể rời đi cũng là việc anh mong muốn từ rất lâu rồi tôi thật không ngờ cái ghế tổng giám đốc trong mắt người người ngưỡng mộ mà anh phúc lại nói rằng anh đã không muốn ngồi từ lâu tiến cũng không khác gì tôi khi nghe anh phúc nói anh ta liền hỏi ngay anh nói thật hả vậy thì không phải là buồn mà là vui rồi vậy mà tôi còn sợ nói ra sẽ làm anh buồn nữa chứ có gì phải buồn chứ tôi ngồi ở vị trí này cũng đủ lâu rồi đến lúc tôi phải nhường cái ghế này cho người khác thích hợp hơn, dù là con của chủ tịch đi nữa nhưng thành tích không tốt thì người khác cũng có thể thay bất cứ lúc nào. Hơn nữa tôi có dự định khác của bản thân cần phải nhanh chóng thực hiện nữa. Tôi nghe anh Phúc nói thì tò mò lắm. Dự định khác? Anh có dự định gì thế anh Phúc? Anh Phúc mỉm cười hỏi tôi. Phương này, anh có chuyện muốn hỏi em. Dạ, anh hỏi đi. Em có đồng ý theo anh không? theo anh ý của anh là sao ạ à? ý của anh là em có đồng ý cùng anh nghỉ việc rồi rời khỏi đây sau đó cùng nhau thực hiện sự định mà anh vừa nói không tôi biết anh phúc đang muốn điều gì ở tôi nên mới trước mặt tiến đặt câu hỏi cho tôi như thế tôi không cần phải suy nghĩ mà trả lời ngay tất nhiên là em đồng ý rồi em được anh nhận vào đây làm việc thì em cũng muốn cùng anh rời khỏi đây được vậy anh phúc và tiến đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên nhất là tiến nhìn ánh mắt của anh ta lúc này là tôi đủ hiểu anh ta đang nghĩ gì rồi tiến gấp gáp hỏi phương cô nói thật hả tôi gật đầu ngay đúng đó em được anh phúc nhận vào công ty còn dìu dắt em hết mình giờ anh ấy muốn đi hơn nữa còn muốn em theo anh ấy thì làm sao mà em từ chối được chứ anh phúc bước tới nắm lấy tay tôi làm tôi đỏ bừng mặt không kịp phản ứng gì. Miệng còn chưa kịp nói thì anh Phúc đã tranh lời. Anh Tiến, anh thấy tôi nói đúng chưa nào? Phương sẽ không làm tôi thất vọng đúng chưa? Anh thua rồi. Thua tôi rồi đó anh Tiến. Tôi có chút bất ngờ. Quay mặt lại nhìn Tiến thì lúc này anh ta mở miệng cười thật lớn, tỏ ra khoái chí lắm. Được rồi, được rồi, em thua ông anh đây. Ai mà ngờ cô ấy lại một lòng một dạ với anh như thế chứ? Lần này coi như anh thắng rồi đó. Tôi đứng lùi lại phía sau nhìn hai người đàn ông bằng ánh mắt giận dữ. Hai người mang em ra làm trò cá cược sao hả? Tiến đứng dậy bước lại chỗ tôi. Em đừng nói thế gì mà trò cá cược chứ. Đây chỉ là do anh yêu cầu anh Phúc đây đoán thử xem là em có đồng ý với lời đề nghị của anh ấy không thôi mà. Tôi quay người giận dữ bỏ đi. Để lại hai người đàn ông đang không ngừng gọi với theo từ phía sau. Tôi lấy xe rồi về thẳng phòng trọ Lúc này chị Đào đã về tới nhà Thấy tôi về tới là chị đi nhanh ra mở cửa Đợi tôi dắt xe vào nhà Chị Đào liền hỏi Sao hôm nay em về đúng giờ quá vậy Anh chàng tổng giám đốc của em Nay thoải mái Nên cho em về sớm hả Tôi quay qua nói chị Đào Gì mà thoải mái chứ Chị không biết là anh Phúc có thể sẽ mất cái ghế tổng giám đốc rồi không Chị Đào dựa lưng vào ghế rồi trả lời câu hỏi của tôi Chị có nghe nói rồi Thấy bảo người tên là Hải Mới được bổ nhiệm vào vị trí của tổng giám đốc Thay cho anh Phúc Là người quen của cái hoa phòng nhân sự đấy Tôi có chút tò mò Vì muốn biết chị Đào còn nghe thấy gì nữa không Nhưng hỏi thêm thì chị nói là Chỉ nghe thấy nhân viên bản tán nhau Bấy nhiêu đó thôi Đến giờ hẹn anh Phúc tới đón tôi đi ăn Tôi mặc một bộ đồ Không có quá đặc biệt đi ra Chỗ anh đỗ xe đợi Anh có phải chờ em lâu không không anh mới đến thôi vậy chúng mình đi nhé dạ khác hẳn với lúc tôi thấy anh buồn tối nay nhìn anh phúc giống như một người khác vậy anh như không còn bận tâm tới cái ghế tổng giám đốc kia nữa rồi vậy tôi chỉ thấy anh cười nói suốt cả buổi tối anh phúc anh ổn chứ ạ à? anh phúc nhìn tôi đáp sao em lại hỏi anh thế tôi nhíu mày quan sát nét mặt của anh em thấy anh lạ lắm nhé Tối nay anh cứ như thể biến thành một người khác vậy Không có giống như anh Phúc mà em biết Ngày tôi nói xong anh Phúc quay mặt đi không trả lời Anh nhìn lên đồng hồ quay mặt lại bảo tôi Thôi để anh đưa em về cũng muộn rồi Tôi gật đầu chấp nhận lời đề nghị của anh Mặc dù anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi Có thể anh đang giấu đi tâm trạng thật của mình cũng nên Tôi không muốn những suy nghĩ làm ảnh hưởng tới tình cảm của anh và tôi vì trong lòng tôi hiểu anh yêu tôi nhiều đến thế nào giờ đây tôi đã thật sự bị cách sống cũng như những tình cảm anh dành cho tôi chinh phục có thể nói tôi đã chấp nhận tình yêu của anh từ lúc nào không hay Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Yêu em không hối hận của tác giả Nguyễn Nhung. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.